viêm xoang bằng cây kim ngân hoa. Mời bà con nghe bài thuốc. Đây là một trong những loại cây thuốc nam chữa viêm xoang mũi mà chúng ta không thể bỏ qua. Đặc điểm nổi bật của loại cây này là quanh năm xanh tốt, tất cả các bộ phận đều có thể dùng để chữa bệnh. Nhưng vì hoa của loại cây này có tác dụng chữa bệnh rất mạnh so với các bộ phận khác còn lại nên nó được dùng riêng. Theo y học cổ truyền thì kim ngân hoa là một loại cây có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải độc và ngăn chặn sự hoạt động của vi khuẩn, virus. Đồng thời vị thuốc này cũng có tác dụng kháng viêm, làm giảm các triệu chứng viêm xoang mũi. Để áp dụng bài thuốc từ kim ngân hoa, bệnh nhân thực hiện sau đây. Với bệnh viêm xoang cấp, chuẩn bị 16g kim ngân hoa. Bà con dùng bằng hoa của kim ngân hoa nha. 16g sinh địa, 16g ké đầu ngựa, 12g hoàng cầm, 12g mạch môn, 12g đan bì, 12g huyền sâm, 8g trần bì. Trần bì là vỏ quýt, vỏ cam á. Các loại thuốc trên đem sắc với nước uống 3 lần mỗi ngày. Hoặc bạn cũng có thể dùng nó để uống thay nước lọc. Đó là cái cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu bạn bị viêm xoang mãn tính, tức là viêm lâu năm rồi đó, thì bà con dùng là 16g kim ngân hoa, 16g ké đầu ngựa, 16g sinh địa, 12g đan bì, 12g huyền sâm, 12g mạch môn, 8g trần bì. Tương tự như bài thuốc trên, các vị thuốc này cũng đem đi nấu lên rồi uống thay nước lọc, thực hiện thường xuyên để mang đến tác dụng tốt. Đó là cái bài thuốc này là dùng để uống, là kim ngân hoa là dùng để uống để chữa trị là bệnh viêm xoang và viêm mũi dị ứng. Kênh cây thuốc nam chúc bà con luôn mạnh khỏe và sử dụng bài thuốc hết bệnh.